Và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người ở trong video này. Và như mọi người có thể thấy thì khởi đầu trận đấu mình đã có thần tài và đã thua một trận rồi. Ở trong trận đấu này thì mình đang hướng về đó chính là chơi lối chơi đó chính là kiểu thần tài chịu thua mọi người nhé. Và như em biết rồi, thần tài chịu thua là một cái chủ đề mà không bao giờ hết hot cả. Luôn 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 tạo chúng ta cái sự gọi là đam mê, nghiện ngập. Rồi ok, hai trận thua rồi. Với hai trận thua này thì mình sẽ thua tiếp nhé. Chứ đây vẫn chưa là điểm dừng đâu. Mình sẽ thua khi nào hoặc là không thể là thua nữa thì thôi. Ba thiện xạ này, đấu sĩ này, nguyệt tộc này. Ui, địa điên nào 3 sao rồi, căng vậy. Rồi ok, 4 song đấu mình sẽ check liên tục để xem liệu rằng đối thủ nó có khỏe hay không. Đối thủ mà khỏe quá thì mình sẽ cho đội hình khỏe hơn vào, mà đối thủ yếu hơn thì mình cho sẽ giảm chất lượng đội hình xuống. Đó chính là cách để chơi chịu thua một cách hợp lý nhất có thể nhá. Anh em thì comment khá là nhiều, đó chính là thích xem về cái chịu thua á, nên là mình cũng sẽ làm chịu thua cho anh em xem thôi. Đây, ôi, ông này có cả chế 2 sao, có Vi. Con Vi này có một đặc điểm, đó chính là nó sẽ đấm xuyên giáp mọi người nhá. Khi mà đấm ấy, thì đối thủ nó bị đấm sẽ bị xuyên giáp, nó bị giảm cái lượng giáp đi. Và mình gặp mà mấy thanh niên mà chơi đội hình kiểu tiên phong ấy, thì mình hay sử dụng con Vi để trừ giáp nó. Trang bị lấy bây giờ thì cũng chẳng có gì để lấy bao nhiêu. Mình để Hanzik vào ấy thì ui, Diana 3 sao luôn rồi mọi người ơi. Chất lượng quá nhở. Ông này hình như có Diana 3 sao từ đó 2.1 hay 2.2 gì ấy. Ui, tôi chỉ xin một mạng thôi, xin một hai mạng thôi. Ngon, thế là ngon rồi mọi người. Chỉ cần giết được khoảng 1 2 mạng như này thôi là đã có thể gọi là trừ bớt máu rồi đấy. bốn trận nhé mọi người. Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi. Càng về sau đối thủ khỏe hơn ấy thì mình sẽ bui đội hình cẩn thận hơn, thì lúc đó thì mình sẽ bị trừ ít máu hơn mọi người nhé. Còn khởi đầu là do đối thủ vẫn có nhiều ông yếu quá ấy, nên mình phải cho đội hình như thế này. Chỉ như bây giờ mình chỉ cần cho thêm một con gì đó thôi thì cái ván cờ lại kiểu đổi ngược tình thế mọi người, kiểu thế đấy. Bốn trận thua. Bây giờ thì xong round này mình sẽ đến với cái round đánh bãi người đá. Ấy à, ông này đang có chơi nhận cuồng giáo anh em ạ, cuồng giáo nhá. Và con TF kia sẽ chết đầu tiên này. Ok, một đối thủ đã chết rồi. Chỉ cần thêm anh chàng Big Care này chết nữa thôi là ok, tuyệt vời luôn nhá. Rồi ok, bây giờ thì mình game này mình sẽ bị trừ cực kỳ ít máu này.
Cho Temu vào nhá, kích hoạt hệ thiện xạ đi. Với kiểu con cá trê 2 sao như này thì có thể tự tin ăn bãi ngựa đá này, bởi nó chống chịu khá là ổn. Cái nội tại da dày của nó ấy, có thể chống chịu lượng sát thương trung bình gọi là tầm 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 30 40 trở xuống ấy, là coi như đánh không mất máu luôn. Thức phim buồn ôm thật chặt với nhau như đứa trẻ. Bốn cuồng giáo thì trong đây thì mình đang ở vị trí top 7, vị trí top 7 và top 1 thì đang chơi cuồng giáo này. Ông này mình gặp lúc nãy rồi. Mình sẽ để qua đây đi. Bây giờ thì mình chơi hơi mạo hiểm một chút bởi vì mình đã nâng cấp lên đội hình, đó chính là có hệ thiện xạ ấy. Bây giờ sát thương của Zenix lẫn con Temu ấy nó sẽ được lan ra đối thủ. Khá là khó đấy. Sáu trận thua 60 máu, anh thấy không? Có nghĩa là lúc nãy mình lúc khởi đầu mình thua ấy, trừ rất nhiều máu, nhưng mà càng về cuối này ấy, thì mình nâng cấp đội hình lên thì mình sử ít máu hơn. Bây giờ là đang khá là thành công nhá. 6 trận thua còn 60 máu. Vậy nên là trong game này thì mình sẽ có thể thua thêm khoảng tầm 11 đến 12 trận. Nếu như mà căn sát thương chuẩn như thế này, mọi thứ diễn ra kiểu êm đềm như này thì mình sẽ thua được tầm đấy. Đúng rồi, đừng có win nhá, tôi còn thua cơ, không cần win đâu. Khi nào thua không còn gì để mất nữa thì win lúc đấy cũng được. Nước mắt cậu cậu trời lạnh quá mọi người ơi, trời lạnh quá, thời tiết khá là lạnh. Lissandra con này nó chơi nguyệt tộc người ạ, căng này. Cái round này thì mình chắc chỉ giết được khoảng tầm 1 đến 2 người thôi, 1 đến 2 người thôi, chứ không cao giết nhiều được, bởi vì là uầy không giết nổi luôn ấy. Úi trời ơi, ăn ngay quả đờm của con Ahri ở mặt ạ. Vãi chưởng không? Ahri là một con mà nó gây ra sát thương gọi là nhiều vãi chưởng ấy. Nếu như mà anh em chỉ cần cho nó một cái găng bảo thạch thôi, một găng bảo thạch thôi là đủ rồi, chỉ một găng bảo thạch thôi là có thể khiến cho con Ahri là một cái gì đó gọi là ám ảnh luôn ấy. Thực sự ám ảnh. Bây giờ mình sẽ chạy nhanh tới đó, xin lấy cái con giờ hin cầm cung gỗ nhá. Nhớ anh em bảo là mình ra chơi giờ hin thiện xạ rồi. Giờ hin à, không phải giờ hin thiện xạ mà chơi giờ hin gì ta? Chơi giờ hin song đấu. Đúng rồi, song đấu. Thật sự mình cũng thích chơi giờ hin song đấu lắm đấy. Nhưng mà quan trọng là phải có thìa. Phải có thìa. Rồi là trang bị đẹp xịn sò, rồi zin 3 sao nữa, nó phải phù hợp nhiều yếu tố như vậy. Rồi trong game này thì mình đang chơi về thần tài này. Đang chơi thần tài chịu thua 8 trận rồi mọi người nhá, 8 trận 40 máu, 42 máu. Vậy nên
sẽ có thể sẽ có một trận chiến thổi thua 12 trận trong game này nếu như mà lượng sát thương vẫn bị trừ ổn định thế này. Cho Zin làm người nhá, đấy. Bởi con Zin này lâu lâu nó bắn sốc đam cũng được, nó cũng tạo ra một cái sự đột biến thì cũng khá là hay ấy. Có một chút đột biến. Uầy, đấu sĩ này, đấu sĩ với cái cả là thần tài này, con này cũng khỏe phết đấy. Ok, 9 trận rồi. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp lên một chút nữa. Bởi thời điểm này đối thủ nào cũng đã nâng cấp đội hình của ông lên gọi là một cái gì đó ổn định rồi. Mình sẽ add chop vào nhá. Ok, 3 thần tài, 3 thiện xạ, 4 thiên phong. Chúng ta sắp chạm đến ước mơ rồi. Sau một thời gian gọi là phít phiếc các kiểu thì cũng dần chạm vào cái nổ hũ rồi. Cái hũ của mình hiện giờ đang gọi là đang rất là mự, mập và bự mọi người ạ. Múp máp đáng yêu ấy, kiểu thế. Wow, sắp chạm vào cái hũ của tôi rồi. Đối thủ này đang chơi cuồng giáo này, mình sẽ thua mà thôi. Nhưng mà quan trọng là thua ít máu này, bởi mình có 9 trận thôi mà phát này bị trừ nhiều máu thì sẽ không có 12 trận trong game này đâu. One shot đi. Một mạng nữa. Rồi ok, một mạng nữa. Ui, giới hình của tôi yếu quá, bạn trai ơi. Rồi, 24 máu 10 trận mọi người ạ. Mình vẫn có thể thua thêm 2 trận nữa đấy. Mình vẫn có thể thua thêm 2 trận nữa nhá. Xin đích 2 sao này, sen này, hai con lắc nữa. Anh em nghĩ cái hộp màu vàng kia là gì? Thường thường hộp màu vàng này là sẽ là Neko hoặc là thìa hoặc là vàng. Vâng, nó là thìa mọi người ạ. Vâng, nó là thìa mọi người nhá. Thì có thìa rồi thì để xem nào. Thường thường anh em biết không, có chuỗi thua ấy, nó hay nổ ra những cái trang bị random. Đợt trước thì nó mặc định á, đợt trước là nó mặc định luôn. Có nghĩa là nó nổ ra trang bị gì nó mặc định như vậy. Một cái tầm mặc định ấy, còn bây giờ nó lại khác rồi. Bây giờ thì cái hũ nổ ra ấy, thì nó kiểu random, nó không phải mặc định nữa. Nó không thể biết trước điều gì cả. Zinix ơi, Zinix. Bấm, ok, vẫn thua, cố gắng thua nhá. Đúng rồi, Nihali ơi. Anh chàng đẹp trai. 24 máu, còn bao nhiêu máu đây? Còn 17 máu ạ, ngon. 17 máu mọi người nhá. Và với 17 máu này thì vẫn có thể thua thêm một trận nữa. Với đội hình của mình thì không thể nào mà thua để chết được. Nâng cấp đi. Nâng cấp một chút này, có giờ hin luôn à. Làm giờ quả giờ hin xong đấu nhở. Game này thì cái có địa lợi, thiên thời địa lợi rồi. Nên là cũng có thể làm được, đó chính là quả giờ hin xong đấu lắm mọi người ạ. Này, đang có giờ hin cầm cung gỗ rồi, trang bị thì cũng khá là ổn. Bây giờ thì đây là trận đấu gọi là cuối cùng để có thể kết thúc cái chuỗi thua của mình. 12 trận mọi người nhá. Trận thứ 12 đây rồi. Nhìn thấy xem nào, đối thủ chơi gì đây. Thôi xong rồi mọi người ơi, ông này chơi Nunu xong đấu này. Vãi nồi ạ, à. Thôi xong tôi rồi, nhìn ông này yếu quá. Tôi nhìn đến Nunu xong đấu và tôi lại nhớ đến Nunu xong đấu của tôi. Đợt trước tôi làm một video về Nunu xong đấu. Và cái sự thể hiện của nó thì nó gọi là vãi nổi các bạn ạ. Rất là mạnh và rất là khỏe luôn. Rồi, vậy là hơi tiếc, chỉ có thể thua được 11 trận thôi. Ui, đồ kìa. Chưa gì đã thấy Neko với cả trang bị ra như mưa rồi. Có cả rắc xong đấu tinh anh luôn ạ. Rắc xong đấu tinh anh luôn này. Nhìn ngon phết ạ. Ok, lấy rắc xong đấu tinh anh nhá. Bởi mình chưa đang về xong đấu mà. Làm quả giới xong đấu cho vui cũng được nhờ.
Trang bị nhiều quá rồi, không biết để đâu bây giờ. Thôi mua tướng để ở ngoài cho nó vui cũng được. Nhiều đồ quá. Giáp máu này, một cái áo trong lửa đi. Này là một cái cung. Ôi ông này yếu quá này. Vâng, bây giờ là mình có gì đây? Ba Neko và mọi người ạ, ba cái Neko và tận bốn cung gỗ thì nhiều quá, cung gỗ tận 50 cung gỗ mọi người ạ. Ba Neko và 5 cung gỗ. Trang bị nhìn hấp dẫn phết đấy chứ. Đâu đơn giản đâu. Không hề giản đơn một chút nào cả. Lấy gì đây, lấy thêm cung gỗ nữa là cơn mưa cung gỗ đó, làm ba đại bác liên thành cũng được mọi người ạ. Bây giờ cái lượng cung gỗ của mình có thể làm ba đại bác liên thành cũng được, nhưng thôi mình sẽ lấy cái trang bị găng đấu tập của con Lilian đi. Temo này, nói chung là Temo xong đấu mình đã làm rồi, bây giờ nhiều đồ quá, mình hơi vướng đây này. Nhiều đồ, nhiều trang bị quá. Nhìn nó hơi hoa mắt một chút mà anh em phải hiểu cảm giác mình bây giờ là rất là hoa mắt luôn ấy. Nhìn đâu cũng thấy đồ, nhìn đâu cũng thấy trang bị cả, hoa mắt vãi cả chưởng luôn. Sen xong đấu à? Mình bây giờ mình đang phân vân giữa Sen và con giờ hin. Sen xong đấu và giờ hin xong đấu, hai con tướng nhá, mình sẽ run. Để xem con nào nhiều hơn nào, con nào đang nhiều nhất thì mình sẽ lấy nó nhá. Bây giờ thì lượng tướng đang nhiều nhất là chính là giờ hin rồi. Còn nếu mà Sen thì một vị tướng mà nói chung là một vị tướng con Sen này thì mình cũng khá là thích chơi. Thực sự như vậy, con Sen này mình cũng khá là thích chơi. Sen xong đấu thì cũng khá là thú vị đấy. Đồ gì đây, thêm cái Neko nữa không? Mình đang có ba Neko, vậy nên là bây giờ ấy là để kiếm một vị tướng 3 sao bây giờ là quá dễ, bởi vì nó có ba Neko cơ mà, có ba sự trợ giúp của Neko luôn thì phải nói là cũng khá là easy rồi. Nếu như mà kiếm một vị tướng 3 sao. Bây giờ Ire này cho vào đi, mà mình sẽ chơi xong đấu đi, quyết định cho xong đấu mọi người nhá. Lúc nãy thì hơi phân vân nhưng mà giờ quyết định thôi. Bởi vì cũng đã khá là muộn rồi.
lắp ráp lửa cho xin dao nha. Còn cái trang bị này thì mình sẽ là găng bảo thạch này, găng bảo thạch nữa cho con gì, cho Zone, găng bảo thạch cho Zone rồi các kiểu nữa. Nói chung game này thì khá là ngon, trang bị rất đẹp và nhiều đồ, sắc 3 sao luôn, ngon này. Xem nào, nào, lướt, 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 chặt, 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 chặt. Bây giờ thì anh em thấy rằng là mình đang như thế này. Oh shit. Không liệu rằng sự quyết định chọn sen của mình là đúng đắn hay không? Ui, có 2 sen luôn. Ok, 2 sen này. Bây giờ mình chuyển một con sen cuối cùng thôi. Mình có thể úp lên sen 3 sao của người ạ. Mình cho món trang bị này cho sen tốc đánh cao hơn nhé. Sen, bay. Trời ơi, bay xa vãi cả trường luôn. Ok. Nào, chém đi, chém đi, chém đi nào. Nói chung là mình giờ mạnh quá rồi, thật sự là mạnh quá rồi. Bây giờ chủ yếu là Kron để kiếm thêm một anh chàng, như kiểu là một anh chàng ấy nữa thôi. Anh chàng đá xua nữa mọi người ạ. Đá xua thôi là đủ mọi người nhá. Mình thiếu đá xua để kích hoạt thêm 8 song đấu á. Coi, có luôn cái đấy này. Trang bị cái round này thì trang bị ra khá là nhiều. Nhưng mình thì chỉ lựa chọn một trang bị mà thôi. Đó chính là một cái huyết kiếm đi mọi người, chọn huyết kiếm cho xin dao nhá, để cho đình nó khỏe bình binh một chút. Ông này 5 nguyệt tộc, 3 thần tài, 3 đấu sĩ, 2 sát thủ này. Ông này thì 3 nguyệt tộc, 2 đấu sĩ, 2 linh hồn, 6 quần giáo. Ok, nhìn sơ sơ qua đội hình của mấy ông này cũng không có gì nguy hiểm cả. Mình thiếu cái gì đây? Thiếu Fiora. Thiếu Fiora và kiểu là... Đây rồi, có Fiora rồi. Giờ kiếm ra sụa thôi mọi người ạ. Dashua ơi, Dashua ơi, Dashua, Dashua. Khó nhở, anh chàng Dashua đâu rồi. Một xin dao lên 3 sao luôn rồi này. Ron xin thông lên 3 rồi mà vẫn, ui, lên 3 luôn rồi mà thế đấy anh chàng Dashua đâu cả mọi người ạ. Ui, ông này yếu quá, yếu quá bạn ơi. Nói chung con sen này tạo ra chỉ có để cho ra mặt giải trí thôi là chính thôi, chứ cũng gọi là cho ta, nếu thực sự nếu mà cái thể hiện của nó cũng khá là tốt, nhưng mà bay từ xa tới cũng khá là hay. Oh shit, có vẻ bây giờ tìm kiếm ra su à, có hiền quá, hiền nó ra mọi người nhá, không ra là lủng rồi đó. Rồi đây chúng ta đang có đó chính là 7 song đấu, 3 đại sư, 2 độc hành. Rồi ta cho mày đứng dưới đi, cho mày đứng dưới đi ha, đứng trên nhìn xấu đội hình của tao đi. Cho Kalista xong này đi. Ok, bây giờ mình đang có 7 song đấu, 3 đại sư, 2 độc hành. Bây giờ chúng ta chỉ cần thiếu anh chàng Lee Sin nữa thôi. Ôi, sen vẫn chưa xuất hiện nhở. Một con sen nữa mình sẽ có sen 3 sao mọi người nhá, sen 3 sao. Song đấu 2 đại bác. Rồi, anh em nhìn lướt này, lướt rất là xa nhá. Bay. Tiêu. Chặt. Con sen này cũng khá hay bởi vì nó có cái nội tại, cái nội tại của nhẫn giả mọi người. Cái hệ nhẫn giả ấy là tăng sát thương đòn đánh ấy, anh em thấy không ạ? Đấy, 50% sát thương đòn đánh và 50% sát thương kỹ năng, cũng khá là ổn. Vấn đề bây giờ là làm sao để có Lee Sin bây giờ nhỉ? 9 trận thắng rồi. Hơi tiếc lúc nãy là 11 trận thua, 12 trận thua là ngon rồi rồi. Một cái trang bị vọng âm Luden này. Vọng âm Luden mọi người ơi. Top 1 này, 5 nguyệt tộc. Ông này 3 nguyệt tộc. Anh em chơi nguyệt tộc khá nhiều. Ông này đang chơi cùng giáo, dưới in tiến phong luôn. Giờ how to make Lee Sin ở trong round này. 60 vàng lên level 9 được cơ. 60 vàng mọi người ạ.
Lysine. Không có Lysine nhỉ? Thường thường ở level 8 thì Ron ra Lysine cũng khá là nhiều đó. Wow. Ok, tuyệt vời quá. Hên mọi người, quá hên nhá. Có Lysine luôn rồi. Ok, 8 xong đấu này. Được kiếm một anh chàng sen nữa thôi. Gì vậy? Ủa? Kỳ cục nhờ, kỳ cục nhờ. Chẳng lẽ không ra sen à? Không ra sen quả này thì đúng là toang thật. Bởi vì mình đang có 3 Neko cơ mà. 3 Neko mà không ra sen thì hơi chuối đấy. Chặt. Lướt. Ui. Thú vị vãi cả trường. Nói chung nó rất là đẹp mắt nhá. Con sen nó rất là đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ eco vàng để cho nó chắc chắn một chút. Tầm 30 vàng để mình sẽ run một lần nữa mọi người nhá. Tầm 30 vàng thì mình sẽ run một lần nữa để kiếm chắc chắn rằng là sẽ được có được sen 3 sao trong game này. Ở trong round game này thì không ông nào chơi sen cả nên mình cũng không cần phải là eco, không cần phải làm gì đâu. Không phải chơi sen này, ông này có một cái giáp thiên nhiên này. Chắc có lẽ nhìn lẽ lúc đầu khởi đầu ông ấy chơi thần tài mà chưa thua mọi người nên là có một cái trang bị là chiến giáp thiên nhiên. Rắn pháp sư các kiểu đây, ok. Tôi không sợ đâu. Sau round này mình nhá, sau này mình sẽ run kiếm sen 3 sao đi. Nào, sen ơi, lướt lên nào ông ơi. Nào, let's go, let's do it. Đấy. chặt. Ok. Tuyệt vời, perfect quá. 11 trận win rồi. Lúc nãy mình có 11 trận thua, bây giờ đã là 11 trận win. Hai ông này sao nào? Đối thủ nào có xứng tầm để solo với tôi không? Silas 3 sao vs với cả Diana 3 sao. Vâng. Silas gõ một cái bộng, một cái gậy vào đầu con Diana và Diana không thể nào hồi mana nữa. Yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Méo gì vậy? Ui. À, như kiểu game nó biết mình có Neko mọi người ạ. Thề luôn á. Nhiều game nó biết mình có Neko ở đây nên nó không chịu cho mình đâu. Bán đi ha. Bởi vì cái game này là Sen là nhân vật chính mà. Đội hình của mình thì có rắc với cả là Xin Giao 3 sao này là gánh tất cả rồi. Đừng nói với tôi là đang có 3 Neko mà không lên nổi Sen 3 sao thì đúng là một cái gì đó là buồn hết mức có thể tưởng tượng được nha. Ôi đội hình kìa. Mạnh quá rồi. Đấm bay hết alo luôn. 19 máu, 12 máu. Sen ơi. Đúng rồi, có sen nhưng mà sen cầm mũ của thủy ạ. À. Thôi xong tôi rồi. Sen cầm mũ này thì ai trời ơi, hên thế nhở. Ôi nó hên mọi người ơi. Tôi đang đứng ở top 2 mà hên ấy là con sen nó xuất hiện ở chân tôi đấy. Chứ nó xuất hiện ở mấy chân của ông này thì lủng luôn rồi, là mất sen rồi. Ok. Tìm mãi không thấy đâu cả, cùng xuất hiện ở dưới chân mình mọi người ạ. Tuyệt vời. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ có sen 3 sao rồi. Anh thử ro một chút nhá. Khi có sen trong đây nó sẽ ra này. Ok, không ra. Có vẻ con sen này hơi lì lợm. Ok. Và đây chính là con sen 3 sao cầm cho mình, đó chính là hai cái trang bị đã bắt lên thanh mọi người nhá. Sen 3 sao hai đã lên thanh, tuyệt vời. Tầm đánh của nó là 2001. Cái mũ của thủy này thì mình sẽ cho con Zone đi. Rồi. Tuyệt vời. Sen xong đấu. Yêu cầu một số anh em khá là lâu rồi. Bây giờ mình mới làm được. Lướt. Ngáy. Chặt. Rất là thích nha. Chặt. Đi rồi. Ôi. Một máu à. Ông này sao nào. Ôi. Có vẻ được hai đối thủ này dạy chết khá là kinh khủng đấy. Vẫn chưa ai chịu chết cả. Vẫn còn sống đấy. Để mấy con tướng 1-1 sao để ở góc này đi cho nó đỡ vướng mắt mọi người. Run trước đi. Ông này nhiệt tộc. Ông này vừa gặp rồi. Rắn đã lên 2 sao. Giáp gai với cả mũ pháp sư. Giáp thiên nhiên nữa. Có nghĩa rắn này sẽ skill được 2 lần. Cũng mạnh phê đấy. Thôi để Lysine ở dưới đi. Mất công nó sút hết tướng. Làm sen mình không thể hiện được. Uầy, bạn ảo luôn ạ. Rồi anh em nhìn xem này, khi mà xem 3 sao thì thời gian của skill nó là 8 giây mọi người ạ.
Rồi, chat. Ok, khá là hay. Hai ông này xem nào, ai sẽ là người vô địch? Ui, đi rồi, chúng ta còn ông sống là chính ông rắn pháp sư mọi người ạ. Bảo Anh, một cái tên khá là hay, dễ thương, Bảo Anh mọi người ạ. Ron chút nhá. Ui, từ năm vàng là nhiều ha. Lúc nãy thì nó ra tân zone em với cả con Lê Xin ấy, nhưng mà mình không lấy nó. Nên là giờ chắc nó cũng không ra đâu. Ôi, Ahri 2 sao, bộ xanh nữa. Ông này có một cái trang bị áo choàng tĩnh lặng này. Nếu như mà con rắn này mà xử lý pha xuất sắc ấy, với cả con Ahri này nếu mà dùng cung skill xuất sắc ấy, thì khả năng cao mình sẽ thua. Bởi vì sự sốc đam khá là kinh khủng. Ông này còn nhặt thêm một cái trang bị, đó chính là một cái áo choàng tĩnh lặng nữa. Nó có thể khiến cho mình bị trừ một số lượng mana khá là nhiều. Trừ một số lượng mana khá là nhiều mọi người ạ. Thôi cho rắc đi ha. 3 sao mà, khỏe rất là nhiều so với những con tướng khác. Đối thủ đang di chuyển đội hình một chút. Có vẻ đang di chuyển đội hình về phía đây rồi. Nếu thế thì mình cũng sẽ di chuyển đội hình, chuyển con sen, nó chủ yếu con sen của mình di chuyển thôi. Chứ mấy con kia thì nhân vật phụ thôi, chủ yếu sen nó lướt cho vui mọi người ạ. 6.000 kháng này mọi người. Hiện tại có 6.000 giáp nhá, này. Chết rồi. Nhưng sao sen nó tốc độ nhanh lắm, lướt ngay bây giờ mà. Này anh em nhìn không? Lướt, phiêu, trời ơi. Perfect mọi người ơi, khả năng cao thì sẽ kết thúc trận đấu tại đây mà thôi. Và anh em xem video, ủng hộ cho mình đăng ký kênh một like video của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye mọi người, tạm biệt. Xem xong đấu 2 cái đại bác lên thanh. Tuyệt vời.